Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Hôm nay là 25 tháng 4 rồi các anh chị ha, còn có vài ngày nữa thôi thì chúng ta đã nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 rồi. Nghỉ lễ cũng khá là nhiều ngày các anh chị, khoảng 4-5 ngày luôn. Thì nếu mà các anh chị và các bạn nào mình đang có dự định mình tìm xe để mình chở gia đình mình đi chơi, đi du lịch nè, hoặc là mình đi về quê, hoặc có thể là mình kinh doanh vào cái dịp lễ này, thì nhớ alo Toàn thì sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Hôm nay thì bên Toàn có rất nhiều xe để phục vụ cho các anh chị, từ 5 chỗ, 7 chỗ, giá mềm mềm tầm khoảng hơn 300 chút xíu. Thì Toàn cũng đã có xe để phục vụ cho các anh chị rồi, nên là hôm nay thì sẽ cập nhật lại cho tất cả các anh chị và các bạn những chiếc xe 5 chỗ nè, 7 chỗ hiện tại đang có mặt sẵn tại bên Toàn cho các anh chị nhà mình dễ dàng tham khảo và lựa chọn nhé. Rồi mình sẽ đi vào chiếc đầu tiên các anh chị ha. Bên này một dòng xe 7 chỗ số tự động đời cao, giá mềm mềm lanh hoành 500 các anh chị nhé. Thì đây là Suzuki XL7 số tự động đời 2021, đi 30.000 km thôi các anh chị. Màu cam đất các anh chị, màu này không có quá tươi nha, rất là sang luôn. Màu này là màu đặc trưng của dòng XL7 các anh chị và Xpander phiên bản Road đó các anh chị. Em này bên Toàn đang bán là 506 triệu nha. Anh chủ đã dán phim về mưa rồi, có cam lùi, cảm biến lùi, ghế da pha nỉ, lót sàn, bọc trần, màn hình zin theo xe. Đấy. Rồi vì đây là video tổng hợp nên Toàn không có đi vào chi tiết xe nhiều, Toàn chỉ đi tổng thể về cái xe thôi. Rồi các anh chị nhà mình có quan tâm chi tiết hơn về những chiếc xe nào đó ở đây thì liên hệ Toàn qua số điện thoại bên dưới, Toàn sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như là video chi tiết cho các anh chị nhà mình cùng xem ha. Cũng còn cận vào cái ngày lễ rồi, nếu mà các anh chị nào mình muốn lấy xe để mình đi trước lễ thì có thể là lấy xe về đi trước các anh chị, mình cứ ủy quyền qua lễ bắt đầu mình tiến hành mình sang tên các anh chị ha. Cứ alo Toàn thì sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình nhận được xe một cách nhanh chóng nhất nhé. Rồi tiếp theo, Toyota Innova số tự động, giá mềm mềm nha. Em này là bản 2.0G số tự động đời 2016, màu đồng ánh kim các anh chị. Em này bên Toàn đang bán là 546 triệu các anh chị nhé. 546 triệu để Toàn tìm cái chìa khóa Toàn cho các anh chị nhà mình xem phần nội thất nhé. Rồi đây. Ok. Ghế da các anh chị, sàn simili trần nguyên bản. Em này đời 2016 nhưng mà form mới các anh chị ha. Màn hình zin theo xe các anh chị nè. Em này đi 58.000 km các anh chị ha. Đấy, rất là cọp luôn. Anh chị nào mà tài chính mình lanh hoanh 550 nhưng mà mình thích Innova số tự động, chốt ngay em này các anh chị, rất là hiếm luôn các anh chị ha. Tất cả xe bên Toàn khi mà bán ra thì luôn cam kết với các anh chị xe không đâm đụng nè, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Và ngoài ra bên Toàn còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa các anh chị ha. Rồi tiếp theo siêu cọp nha, Toyota Camry phiên bản 2.0e các anh chị, đời 2013. Em này mới đi có 39.000 km thôi các anh chị. 2013 mà đi 39.000 là phải nó đi cực kỳ ít các anh chị. Bên Toàn đang bán em này với giá là 519 triệu các anh chị ha. 519 triệu. Rồi đợi Toàn xíu nha, để Toàn tìm cái chìa khóa các anh chị. Xe này Toàn quên lấy chìa khóa ra rồi, các anh chị nhà mình xem phần ngoại thất giúp Toàn ha. Quan tâm chi tiết hơn thì liên hệ Toàn đi, Toàn gửi hình ảnh chi tiết cho các anh chị nhà mình xem ha. Rồi tiếp theo, một dòng xe 7 chỗ nằm trong phân khúc MPV cỡ lớn, cực kỳ rộng rãi, thoải mái, lại nhiều option. Kia Sedona máy dầu bản full đời 2020. Em này thì bên Toàn đang bán là 929 triệu, màu đỏ tươi cực kỳ đẹp luôn. Option miên man, đi 48.000 km các anh chị. Sedona thì thường bên Toàn hay về trắng nè, đỏ cũng có nhưng đỏ đô thôi các anh chị, ít khi về cái màu đỏ tươi này. Nên nếu mà các anh chị nào mình yêu thích cái màu này chốt sớm nha. Hai bên hông là cửa điện nè, cảm biến trước sau, cam lùi cốp điện, rồi cảnh báo điểm mù, cân bằng điện tử ha. Màn hình gian lạnh thì ba vùng độc lập, có phanh tay điện tử nữa, rất nhiều option cho chiếc xe này luôn. Rồi mình đi tiếp xuống dưới này các anh chị nha. Xe bên Toàn đời từ 2019 trở lên thì Toàn còn hỗ trợ trả góp cho các anh chị nhà mình lên đến 70% nha. Cần tư vấn chi tiết hơn về thủ tục trả góp như trả trước bao nhiêu nè, hàng tháng đóng bao nhiêu, lãi suất như thế nào thì alo Toàn thì sẽ tính toán và tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha.
Rồi em này các anh chị, một dòng xe 5 chỗ gầm cao giá mềm mềm nhiều option. Em này phải nói rất là thể thao, các anh chị rất là năng động ha. Kia Seltos phiên bản premium, bản cao cấp nhất đời 2021 đi khoảng 58 ngàn. Bến Tuyền đang bán xe này với giá là 609 triệu các anh chị. Xe này hôm trước Tuyền bán là 618 triệu, hôm nay Tuyền giảm cho các anh chị còn 609 nha. Các anh chị nào mình thích thì chốt sớm nha. Rồi, ghế da nguyên zin, ghế lái chỉnh điện nè. Sàn thì sàn 5D trần nguyên bản, có cửa sổ trời, màn hình các anh chị. Đó, rất là đẹp luôn ha. Ok, form dáng đẹp hiện đại trẻ trung chốt ngay em này các anh chị. Rồi, tiếp theo nha. Bên đây một mẫu xe 7 chỗ, mẫu mới của nhà Hyundai các anh chị, giá mềm mềm. Hyundai Stargazer phiên bản cao cấp 6 ghế nha. Bản này là bản cao cấp nhất đời 2022, đi khoảng 30 ngàn. Bên Tuyền hôm trước bán xe này là 589 triệu, hôm nay Tuyền giảm giá cho các anh chị còn 578 triệu. Anh chị nào mà bữa giờ thích chiếc này chốt ngay nhé. Màu đỏ các anh chị ha, ghế da, sàn simili trần 5D các anh chị, màn hình zin theo xe. Em này phải nói là siêu rộng rãi các anh chị, và 6 ghế nên là sẽ có một cái lối đi ở giữa, cắt cái ghế ở giữa các anh chị, có cái lối đi xuống hàng ghế thứ ba, rất là rộng rãi thoải mái, tựa như Sedona các anh chị ha. Rồi ok, đi tiếp nè. Xe Hyundai Stargazer các anh chị đi gia đình cũng được, hoặc là kinh doanh chạy dịch vụ kiếm thêm cũng rất là ok các anh chị nè. Rồi tiếp theo thêm một chiếc xe Seltos nữa, màu đen sang trọng cho các anh chị nào thích màu đen nha. Chiếc này cũng bản premium luôn, đời 2021 các anh chị. Đi để tiền nhớ xem, không nhớ đi bao nhiêu chí xíu nữa xem đồng hồ nha. Em này bên Tuyền đang bán là 629 triệu các anh chị. Xe đi 33.000 km các anh chị nha. Đấy, xe đi nhiều hơn, đi ít hơn thì bên Tuyền bán giá nó cũng nhỉnh hơn chút xíu, nên các anh chị nhà mình yên tâm khi mua xe tại Fastka bên Tuyền nhé. Rồi, ok. Giá xe đi kèm với chất xe, đi kèm với auto xe. Đó. Rồi, ok, mình đi tiếp qua dãy bên này các anh chị. Bên này là một dãy sedan luôn các anh chị ha, sedan hạng C. Mình đi chiếc này trước nha. Kia Cerato các anh chị, phiên bản 1.6 Luxury đời 2021, nhưng mới đi có 18.000 km thôi, màu trắng rất đẹp luôn. Bên Tuyền đang bán xe này với giá chỉ có 536 triệu thôi các anh chị nhé. Đã dán phim về mưa, ghế da, ghế lái chỉnh điện nè. Em này thì có cửa sổ trời luôn, màn hình zin theo xe vàng lạnh hai vùng các anh chị ha. Đấy, anh chị nào mà đang tìm xe 5 chỗ sedan để vừa đi gia đình nè, vừa kinh doanh chạy dịch vụ, hoặc là có thể là mình kinh doanh chạy xe hoa thêm á, lấy ngay em này các anh chị, màu trắng rất dễ xài nhá. Cerato thì còn màu đen nữa, chút xíu thì đi cho các anh chị nhà mình xem. Rồi em này là MC5 các anh chị, cũng hạng C luôn nha, bản Lux, bản cao cấp nhất đời 2022. Em này đi 22.000 km rồi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 468 triệu các anh chị nha. Một chiếc xe 5 chỗ hạng C, sang trọng, nhiều option, rộng rãi, thoải mái, nhưng giá chỉ bằng một chiếc Vios hoặc Accent thôi các anh chị. Anh chị nào mình thích phân khúc B thì có thể là mình cân nhắc mình lấy chiếc này luôn các anh chị ha. Tầm tiền phân khúc B thôi, nhưng mà nhiều option hơn các anh chị nè. Màu vàng tươi, đấy các anh chị nào mình yêu thích màu này chốt sớm nha. Rồi dưới này các anh chị, Kia K3 phiên bản Luxury đời 2021 các anh chị nè. Em này K3 nên là form mới các anh chị ha, màu đen rất là sang luôn, đi 48 ngàn. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 559 triệu các anh chị nhé. Đấy, em này rất nhiều option luôn các anh chị, có cửa sổ trời nè, rồi ghế lái chỉnh điện, vàng lạnh thì hai vùng các anh chị, cam lùi, cảm biến lùi đầy đủ các anh chị ha. Đấy, anh chị nào mình yêu thích cái màu đen sang trọng chốt ngay em này các anh chị ha, form dáng đẹp. Rồi tiếp theo nha. Rồi dưới này là ba chiếc xe màu đen luôn nè các anh chị. Em này là Honda Civic phiên bản RS, bản cao cấp nhất đời 2021 các anh chị nha. Nhập Thái Lan nguyên chiếc, màu đen siêu ngầu luôn. Em này thì đi được hình như là, để tiền xem, ba mấy ngàn thì phải, 20 ngàn các anh chị. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 696 triệu. Anh chị nào mình đang thích Civic, mình đam mê những dòng xe thể thao,
chốt ngay em này các anh chị ha. Không khác gì xe mới hết, lại tiết kiệm cho mình một khoản chi phí khá lớn nữa các anh chị ha. Rồi tiếp theo các anh chị, Civic là hôm trước bên Tuyền về nhiều xe lắm và đã nhận cọc hết rồi các anh chị. Hôm qua có về chiếc màu trắng nữa, chưa kịp quay video cho các anh chị nhà mình xem thì cũng đã bán rồi. Civic hiện tại Tuyền còn một xe à, các anh chị nào mình ưng thì chốt sớm nha. Rồi tiếp theo, chiếc này là Kia Cerato phiên bản 1.6 Luxury đời 2021, đi mới có 11.000 km thôi các anh chị. Đấy, bên Tuyền đang bán xe này bằng giá với chiếc màu trắng luôn các anh chị ha, 536 triệu, option miên man 2021 tới nay 3 năm rồi các anh chị, nhưng mà đi có 11.000 là đi rất là ít đó, một năm tính ra là đi có 3-4.000 các anh chị, quá ít luôn. Chiếc xe phải nó cực kỳ đẹp, rất là keng luôn các anh chị ha. Rồi tiếp theo các anh chị nào mình đang tìm xe 5 chỗ nhỏ gọn đi loanh quanh Sài Gòn, hoặc là mình kinh doanh chạy dịch vụ kiếm thêm thì chốt ngay em này nha. Toyota Wigo số tự động đời 2021 các anh chị. Em này thì nhập Indo nguyên chiếc, đi khoảng 52.000 km rồi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 336 triệu các anh chị. Tất cả giá đây Tuyền báo thì còn bớt lọc lá cho các anh chị nào thiện chí mua xe nhanh gọn và lẹ ha. Máy em này 1.2, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình tầm khoảng 5 lít cho tới 6 lít thôi các anh chị, khá là tiết kiệm nhiên liệu luôn á. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến về phía sau kho để xem còn những xe nào nữa. Các anh chị nhớ ở lại đây xem hết video với Tuyền ngày hôm nay nha. Bên này là Ford EcoSport bản Titanium đời 2017, bên Tuyền đang đánh bát cho đẹp lại các anh chị. Xe đó thì đi 58.000, giá là 386 triệu ha. Và EcoSport hiện tại bên Tuyền đang trên đường về thêm một chiếc nữa là đời 2018, màu đỏ các anh chị. Giá chắc khoảng lanh hoanh 450 triệu. Nếu mà các anh chị có quan tâm tới dòng Ford EcoSport đó thì liên hệ Tuyền, để khi xe về thì sẽ gửi cho các anh chị là người đầu tiên có được thông tin ha. Nếu mà các anh chị mình thích một trong những chiếc xe nào đó của bên Tuyền mà chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì liên hệ Tuyền, thì sẽ gửi hình ảnh chi tiết nè, video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem. Nếu ưng anh chị em mình sẽ chốt giá, chốt ngay nhận xe rồi chuyển khoản đặt cọc giúp bên Tuyền tầm khoảng 10 triệu 20 triệu mình giữ xe lại đi các anh chị. Rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe. Lên xem xe cứ đi test hãng thoải mái, nếu không đúng với những gì bên Tuyền làm cam kết thì sẽ hoàn cọc cho các anh chị 100% và chịu luôn những cái chi phí test hãng đó ha. Còn được nữa thì sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà luôn, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Mình ưng xe mình phải cọc trước để tránh những cái trường hợp anh chị ở xa lên, mà mình không cọc trước thì bên Tuyền đã bán mất rồi thì lại rất là tiếc ha. Mất thời gian đi lại của các anh chị, mất chi phí đi lại của các anh chị nè. Rồi mình đi tiếp các anh chị em này nha. Chiếc này là Hyundai Accent phiên bản đặc biệt, bản cao cấp nhất đời 2022, đi khoảng 48.000 km các anh chị. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 479, màu đỏ rất đẹp luôn. Mặc dù là phân khúc hạng B nhưng em này bản đặc biệt, bản cao cấp nhất, có rất là nhiều option các anh chị, có cửa sổ trời cho mình luôn các anh chị ha, cam lùi, cảm biến lùi đầy đủ. Đó, em này thì các anh chị nhà mình chuẩn bị giúp Tuyền khoảng 180 cho tới 200 là nhận được xe rồi nè các anh chị. Rồi bên này nha, Hyundai Elantra, một chiếc xe hạng C với giá là chưa tới 400. Em này là bản 1.6 số tự động đời 2015, nhập Hàn Quốc nguyên chiếc các anh chị, nên chất xe cực kỳ cứng cáp luôn nha. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 396 triệu các anh chị, 396 ha. Còn bớt lọc lá cho các anh chị nào thiện chí nữa nha. Em này đi chắc khoảng chưa tới 60.000 đâu các anh chị, 50 mấy ngàn á, thì nhớ 57, 58.000 á các anh chị. Màu đen khá là sang ha. Đi gia đình lấy những chiếc xe như thế này đi rất là sướng, rất là đầm chắc luôn các anh chị. Rồi tiếp theo ha, bên này là Outlander, Tiền đã nhận cọc rồi. Xe này khách đang coi Tiền nói sơ cho các anh chị luôn ha. Chiếc này là Toyota Rush số tự động đời 2021, đi mới có 28.000 km thôi, chất xe cực kỳ đẹp. Bên Tuyền đang bán với giá là 559 triệu ha. Rồi mình đi tiếp xuống dưới này các anh chị, cùng điểm sơ qua những chiếc xe đã bán rồi của bên Tuyền ha. Rồi dưới này là Fortuner các anh chị, rồi Mazda 3 nè, dưới kia là Wildtrak ha, những chiếc xe đã nhận cọc. Civic bên này cũng nhận cọc rồi nè các anh chị, Rondo nhận cọc ha.
Này, Rút nè. Rút là một dòng xe 7 chỗ giá mềm mềm rất là hot của bên Toàn luôn. Các anh chị về cái là nhận cọc liền à. Đó là hiện tại Rút tiền còn một xe. Các anh chị nào mình ưng thì chốt sớm ha. Bên kia Mazda 3 thì cũng đã nhận cọc rồi. À, rồi thì hiện tại tiền cũng đã đi sơ tổng hợp lại cho tất cả các anh chị và các bạn những chiếc xe 5 chỗ, 7 chỗ hiện tại đang có mặt sẵn tại bên Toàn. À, nếu các anh chị thích chiếc nào nhanh tay liên hệ tiền qua số điện thoại bên dưới nè. Còn cần tư vấn chi tiết hơn về những thủ tục rút hồ sơ, thủ tục sang tên, thủ tục trả góp hay là thủ tục mua xe online và giao xe tận nhà của bên Toàn thì liên hệ tiền thì sẽ tính toán và tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn ha. Và hiện tại tiền còn thêm rất nhiều xe hiện tại đang ở chi nhánh Bình Tân của bên Toàn. À, nào là Xpander bản Eco nè, bản Premium, rồi có Santa Fe máy xăng bản Rì đời 2020, có Sedona, và dưới đó thì cũng còn như là Accent nữa các anh chị, rất nhiều xe ha, rồi có Cerato dưới đó nữa. Đấy, các anh chị nhà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe như thế nào cứ alo Toàn đi, Toàn sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi hết một cái video khá là dài của Toàn ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã luôn yêu thương nè, tin tưởng ủng hộ kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn trong thời gian vừa qua. Nhớ là đừng quên bấm vào đăng ký kênh của Toàn đi, để khi có xe mới nhất bên Toàn về, Toàn đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.